Chào tất cả các bạn, mình là Trang Chibi, đồng sáng lập của nền tảng giáo dục trực tuyến Picasia, đồng thời cũng là họa sĩ và nhà thiết kế dựa trên chất liệu màu nước. Và chào mừng các bạn đến với khóa học vẽ hoa màu nước của mình. Các tác phẩm của mình không chỉ là những bức tranh được treo ở trên tường mà còn được thiết kế thành các đồ dùng như là ốp điện thoại, skin máy tính, bàn ghế, bán ở khắp nơi trên thế giới và được giao dịch cả trên thị trường nghệ thuật điện tử NFT nữa. Mình cũng tổ chức các khóa học vẽ màu nước cả online lẫn offline, cả trong và ngoài nước. Mình vẽ rất nhiều chủ đề khác nhau, từ tĩnh vật cho đến chân dung và phong cảnh, nhưng có lẽ thành công hơn cả là các bức tranh vẽ hoa và lá. Trong khóa học này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm và bí quyết của mình để sáng tác nên những bức tranh thơ mộng và lãng mạn như thế này. Khóa học này dành cho các bạn đã và đang học vẽ màu nước và muốn làm cho bức tranh vẽ hoa của mình trở nên nổi bật và chuyên nghiệp hơn. Nếu như các bạn chưa hoặc mới bắt đầu học vẽ màu nước thì hãy tham khảo khóa học màu nước cơ bản cũng trên platform này của mình. Trong phần đầu tiên của khóa học này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số họa cụ các bạn nên mua bổ sung để có thể làm cho bức tranh của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Sau đó chúng ta sẽ ôn lại một số kỹ thuật màu nước và thực tập ở trên những cánh hoa. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng vẽ một bông hoa hồng sử dụng một kỹ thuật gọi là underpainting. Thông qua bức tranh này, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách sáng tác một bức tranh màu nước của riêng mình, không phải chỉ từ một mà từ rất nhiều bức ảnh khác nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tập vẽ nền bokeh với tác phẩm hoa mộc lan này. Và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một phần của bông hoa cẩm tú cầu này. Đây là tác phẩm được coi là thành công nhất của mình cho đến thời điểm hiện tại. Trong phần cuối cùng thì mình sẽ demo cách thức mình digitalize tác phẩm màu nước và upload một số website để làm thành những sản phẩm bán đi trên khắp thế giới. Với mình thì màu nước không chỉ là một chất liệu mà còn là một thái độ. Chúng ta phải học cách khi nào cần kiểm soát, khi nào cần để cho màu nước được tự do. Và mình hy vọng rằng tất cả chúng ta, các bạn và mình sẽ cùng trưởng thành hơn với khóa học vẽ hoa màu nước này.